Đây, cây này đây này, nó bị hết tầng gầm luôn. Đây, cây này đây mọi người, đây là bị thối nhũn nhá, thối nhũn thán thư này, đặc biệt đây là bệnh thối nhũn thán thư. Nhưng mà em ấy tưới đạm cá sớm quá, cái tưới đạm cá này không sao, không thối thì không sao mọi người nhá. Mọi người mở đạm cá ra nó có vị chua chua và men nổi đầy lên thì mọi người tưới được, đó là những cái men vi sinh vật có lợi. Đây là chắc chắn là em ấy tưới bị đạm cá, nó có mùi, nó khăn, nó thối nên là nó có thối không hả Thùy? Đấy, chuẩn luôn mọi người nhá, em ấy vừa bảo có thối mọi người nhá. Thế nên là tưới là nó bị ảnh hưởng, là toàn là cái men vi sinh vật có hại thôi, nên là nó gây ra cái bệnh thán thư và thối nhũn. Bị như này thì chấp nhận phải 10 ngày là mọi người phun lại, có nghĩa là phun hôm nay, mai em, bây giờ em mới phun thì 10 ngày sau em phải phun lại. Và sau đó là tầm khoảng cứ sau lần 2 độ khoảng cứ 10 đến 20 ngày, 20 ngày đến 25 ngày là mọi người lại phải phun một lần. Cho đến trước khi thu hoạch tầm 30 ngày thì mọi người dừng thì nó mới đạt hiệu quả được mọi người nhá. Còn không là nó sẽ lây lan, cái bệnh này nó lây lan khuếch tán theo gió rất là nhanh luôn, cực kỳ là nguy hiểm mọi người nhá. Đấy. Cái này nó lây lan theo gió đấy Thùy à. Ờ à, đấy, mỗi cứ nó cứ điểm điểm mỗi chỗ một cây là nó khuếch tán nhanh lắm đấy em nhá. Nó khuếch tán theo gió, nó khuếch tán nhanh kinh khủng luôn đấy. Ờ à, sai quá này em. Những cái này em phải có một cây xào ở giữa không, nó có khi nó lại gãy bố cành ấy. Cam em nó còn non. Sai như này ấy, Thùy này. Không được nó. Rồi rồi rồi. Của em là do bị tưới đạm cá nó thối, nên là rút kinh nghiệm đừng có tưới cá thối. Tưới cá thối trong mùa mưa này, bản năng nó đang trong mùa mưa tự khắc nó phát sinh ra cái lấm bệnh thối nhũn rồi em ạ. Em tưới thêm cái thằng đạm cá thối đấy vào thì khác gì là cấy thêm cái vi sinh vật có hại đấy, thì nó chả bị rụng hết tầng gầm mà. Phí phở, xài lắm. Ôi. Ôi phun đi em. Xài lắm mọi người. Phun ngay đi nhá. À, đó là tư liệu thực tế của vườn em ấy đã sử dụng những cái dòng đạm cá tự ngâm mà sau đó nó bị thối nên tưới nó gây ra cái hai chủng lấm là cái thằng Codex chichum và cái thằng phi topfora, nó gây ra cái bệnh thối nhũn và thán thư mọi người nhá. Nó thối mà, thế nên là nó gây ra cái bệnh thán thư và thối nhũn cực kỳ là nguy hiểm luôn, nên là mọi người phải lưu ý nhá mọi người nhá. Giai đoạn mưa nhiều ẩm cao này ưu tiên đừng có tưới những cái dòng thối như vậy. Và chia sẻ với mọi người cái cách khắc phục. Thì cái cách khắc phục thì nó gồm 3 cái bước quan trọng. Thứ nhất bây giờ là ví dụ những nhà vườn nào đang bị chẳng hạn, còn những nhà vườn nào không bị thì mọi người lên phun phòng mọi người nha. Còn những nhà vườn bị thì như kiểu em ấy, cách thứ nhất đó là mọi người phải thu gom nhặt hết những cái quả bị rụng vàng đó, mọi người đem đi chôn đi, rắc vôi xuống chôn. Bước thứ nhất. Bước thứ hai là mọi người tiến hành sau khi nhặt xong sạch sẽ ở dưới gốc rồi, những quả vàng đó mọi người tiến hành, mọi người mua vôi bột về, mọi người rắc lên trên mặt đất kín vào để khử trùng, khử khuẩn, khử lấm, tiêu diệt tất cả những cái ở dưới đất mọi người nha. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là mọi người sẽ phải phun ở bên trên để trị nó. Ví dụ những nhà vườn đã bị, còn những nhà vườn chưa bị thì mình phun để phòng nó mọi người nhé. Trong mùa mưa thì phun những cái dòng thuốc gì thì xin chia sẻ với mọi người. Như trước mắt mọi người đang nhìn thì như nhà vườn đã bị thì em cho phun một mình thằng này, phun thằng đồng Lalo mọi người nhé. Đây là đồng Lalo, là đồng dạng cao cấp tiên tiến, công nghệ tiên tiến Lalo đấy mọi người nhé. Cái giờ cái gì ăn uống cái gì mọi người biết là Lalo là tinh lọc rồi, là sạch sẽ đẹp nhất rồi đúng chưa. Thì đây là đồng Lalo mọi người nhé. Nó chiếm 40.000 ppm, trên thị trường hiện nay thì gốc đồng nó chỉ có 15.000 ppm đến 20.000 ppm là nhiều. Ít có những cái dòng mà 40.000 ppm mọi người nhá. Nhưng chai đồng Lalo này thành phần của nó lên tới 40.000 ppm, cực kỳ là cao cấp mọi người, cực kỳ là cao, phun cực kỳ là hiệu quả. Đấy. Và một chai này hòa liều phòng là hòa 600 đến 800 lít nước, còn liều trị là hòa 500 lít nước. Thì em đã cho nhà vườn em mới phun 500 lít nước mọi người nhá, phun hai lần cách nhau đúng 10 ngày. Đặc biệt là những nhà vườn nào mà đã bị như kiểu trường hợp của đoạn đầu video thì mọi người phun cho em hai lần cái thằng này cách nhau đúng 10 ngày, 7 ngày đến 10 ngày một lần. Mọi người phun hai lần cái thằng đồng Lalo này, dừng luôn mọi người nhá. Dám đảm bảo mọi người dừng luôn, phun cực kỳ là hiệu quả luôn, phun hai lần cách nhau đúng 7 đến 10 ngày mọi người nhá.
7 ngày là đẹp nhất. Đấy mọi người phun dừng luôn. Chai này có thể mọi người hòa thành nước mọi người tưới. Nếu hòa thành nước thì hòa đúng 800 lít nước một chai này. Sau đó mọi người tưới ở dưới gốc thì lại càng cực kỳ là hiệu quả luôn, vô cùng hiệu quả luôn. Cái chai này nó chữa được tẩy sạch rong rêu này, rồi là nó phòng ngừa tuyến trùng nữa này mọi người này. Đấy. Xong nó trừ được cả lấm khuẩn này, ngăn ngừa xì mủ lứt thân này. Đấy, chống thối bông đen trái này, cực kỳ là hiệu quả mọi người nhé. Gọi đến gốc đồng mọi người biết rồi, nó trị được, trị được cả lấm, cả khuẩn, cả virus, cả tuyến trùng. Đấy, tất cả luôn. Tẩy rong rêu rất là đẹp mọi người nhé. Chai này mọi người cứ hòa 500 lít nước cho mình, ok luôn mọi người nhé. Đấy. Còn sau khi cái quá trình mà điều trị phun trị rồi đó, còn những nhà vườn nào mà chưa bị thì mọi người lên mua cái loại này về mọi người phun phòng mọi người nhé. Phun phòng thì cứ 15-20 ngày, 23-25 ngày là mọi người tiến hành mọi người phun một lần thì nó sẽ không bao giờ nó bị lấm bệnh đâu mọi người nhé. Và lưu ý với mọi người là mọi người lên thường xuyên thay đổi hoạt chất thuốc. Thì tại sao mình lại đưa ra nhiều những cái loại này để cho mọi người tham khảo, để mọi người thay đổi. Ví dụ như mọi người phun 2 lần hoặc là 1 lần cái thằng này, nếu như vườn chưa bị phun phòng ấy, mọi người phun phòng lần 1 mọi người phun thằng đồng Nalo để chẳng hạn, thì lần thứ 2 sau 15-20 ngày thì mọi người lại chọn lựa cái thằng thuốc khác. Thì mọi người sẽ chọn lựa đến ví dụ như cái thằng cặp đôi trị lấm khuẩn này, nó có bao gồm 3 cái thành phần chính, gồm 2 thành phần trị lấm và 1 thành phần kháng sinh để trị khuẩn. Thì nó gồm 2 thành phần lấm là thằng chisicodron chiếm 250g trên lít, và thành phần nữa là hasacodron chiếm 50g trên lít. Nó thêm một thành phần quan trọng nữa là linangmycin kháng sinh 4% với kép để trị vi khuẩn nữa. Phun cặp này cực kỳ là hiệu quả và vô đối luôn mọi người nha. Hòa 200 lít nước một cặp này mọi người phun đó. Nếu như mà bệnh tiến triển nặng hơn mà mọi người như mình vừa bảo là phun cái thằng đồng Lalo này thì thường thì nó hay có cái tình trạng là nếu như mình sử dụng dạng lạm dụng cái đồng gốc đồng nhiều quá thì lá nó hay bị cứng, nó đơ lại mọi người nha, nó cứng lá. Mọi người chuyển lụa đến những cái thằng hoạt chất chisicodron với hasacodron với thằng linangmycin này thì nó sẽ an toàn, hiệu quả hơn. Và nó sẽ nói chung là mọi người thay đổi cái nào nó cũng hiệu quả, nhưng mọi người phải thay đổi chứ. Mọi người cứ phun đi phun lại một hoạt chất thì nó sẽ bị kháng cái lấm bệnh, kháng cái tế bào lấm đi. Đấy, ví dụ như bệnh nặng thì có thể mọi người sẽ chọn lựa mọi người phối thêm cái thằng này đó, hoặc là mọi người phun một loại thôi. Ví dụ như mọi người phun một loại này 2-3 lần liên tục thì lần sau mọi người sẽ phối thêm cái thằng này vào thêm, đó là ý là như vậy thì nó sẽ khác đi, đúng chưa? Thì không thì mọi người phun cứ phun một mình nó là ok rồi, nhưng mọi người cứ nhớ là 15-20 ngày, 25 ngày mọi người phun lại một lần đó. Bên mình thì có rất là nhiều đấy. Còn cái hoạt chất là ví dụ như thằng mancozeb và metallicin nữa đây này đấy. Mọi người phun ở trong cái như mình vừa nói là cứ 15-20 ngày mọi người lại chọn lựa. Ví dụ phòng thì mọi người phun nguyên thằng này cũng được đó, cứ 15-20 ngày mọi người phun một lần để nó bao bọc lên trên lớp quả, lớp lá một màng để nó bảo vệ tấn công. Và sau 15-20 ngày thì mưa rửa trôi rồi thì mọi người lại phải phun tiếp tục vào để cho nó bám dính lên, thì nó lại làm tạo ra một lớp màng bảo vệ. Đó là cái thằng hoạt chất mancozeb và metallicin, nhưng nó không trị được khuẩn mọi người nhá. Cái thằng mancozeb và metallicin nó không trị được khuẩn đâu. Nó chỉ làm cho co cụm và nó không tiêu diệt tận gốc của tế bào lấm đâu mọi người nha. Nó chỉ làm co cụm này thôi, và cứ mưa xuống nó lại khích tán. Nhưng khác những cái thằng đồng Lalo với cái thằng cặp trị lấm khuẩn này là nó trị tiêu diệt tận gốc luôn mọi người nha. Kể cả cái thằng hoạt chất cao cấp là cái thằng này Aminatop này, hoạt chất astrotropin và cái thằng difelocoron này, thì nó sẽ là cái hoạt thành phần hóa học, nó ăn sâu vào tế bào, nó tiêu diệt hai chiều, tiêu diệt tận gốc của tế bào lấm, tế bào luôn mọi người nha. Mọi người mà dùng cái thằng cao cấp này thì nó vừa tẩy sáng mã vừa làm lội hấp. Mọi người phun kèm theo cái thằng bám dính, ví dụ như thằng dầu khoáng, tẩy vừa trị được cái thằng đặc trị cái thằng tuyến trùng, rồi trị được cái thằng lấm Phytophthora và thằng Colestitum là hai cái hoạt chất này, astrotropin và thằng difelocoron này. Và mọi người cộng thêm cái thằng dầu khoáng này bám dính vào nữa thì nó tẩy sáng mã đẹp lắm mọi người nha. Bệnh nặng thì có thể mọi người lại cũng lại như lúc trước mình nói với hai đoạn này, là mọi người có thể phối thêm cái hoạt chất mancozeb metallicin này để mọi người phun thì cực kỳ là vô đối luôn, sạch bệnh mọi người nha. Đấy, thì mình chia sẻ với tất cả những cái gì mà mình biết cũng như nhà vườn mình sử dụng. Các bác ai quan tâm thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại 0386 293 755, hoặc là nhắn tin với em qua số Zalo có phải màn hình, em tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang nếu như các bác cần.
để em sẽ hỗ trợ cho mọi người nhá. Những cái dòng thuốc này thì chính nhà vườn em phun cực kỳ là hiệu quả, em mới dám làm video em chia sẻ cho mọi người nhá. Hy vọng rằng video chia sẻ hôm nay giúp ích được mọi người. Mong rằng mọi người xem, mọi người nhớ cho em một like cũng như là ấn nút đăng ký cộng theo nút chuông báo bên cạnh ủng hộ tinh thần cho em, để em ra được những video hay hơn nữa chia sẻ cho mọi người. Em xin có lời cảm ơn tất cả mọi người. Và trong video hôm nay em chia sẻ đến đây thôi, thì em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.